Hôm nay tôi sẽ quyết định thử tải về game khó nhất và mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Thì đây chính là câu trả lời. Thì đây là màn đầu tiên, không có cái bẫy nào cả, cũng khá là dễ dàng. Qua màn thứ hai, thì theo như kinh nghiệm mà tôi có được qua những video mà tôi từng xem, thì trên cái cục thứ ba này đây sẽ có một cái bẫy, cho nên là chúng ta sẽ nhảy qua luôn nhé. Có vẻ là nút điều khiển hơi khó một chút xíu, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ làm lại. Qua nào, đấy. Qua màn thứ ba. Khúc này tôi nên đi từ từ. Đi từ từ thôi. Vô, không được nhảy, không được nhảy. Đi xuống. Yo man, come on. Bruh. What? Này, xuống nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi cần bình tĩnh. Bình tĩnh nè, quá, ok. Nhảy lên, let's go. What? Tính ra bố mày chưa đứng được một giây luôn ấy. Okay, thế nha. Lại nào. Yes, qua màn 4, let's go. Màn này thì tôi cũng đã có kinh nghiệm rồi này. Để tôi đứng ra xa một chút xíu chỗ này thử coi. Tính ra nó tưng lên luôn ấy. Này đúng không? Thôi không được rồi. Thôi xuống đây vậy. Ôi xuống đây thì lại được này. Ngon. Lăn đi con. Yo. Come on. Ok thế. Tính ra là tôi cũng đã xem nhiều video, nhưng mà tôi vẫn không thể nào gọi là phá giải được. Ôi khúc đó đi chậm thôi. Này. Qua. Đấy ngon liền. Này. Ăn này. Khúc lần này là được chắc luôn. Nhảy. Let's go. Qua màn 5 rồi. Yes man. Let's go. Này tôi phải cần nhanh lên này. Nhảy. No. Yes. Let's go. Qua màn xong. No. Nhớ cách chơi màn này này. Khá là dễ dàng thôi. Okay, thế nhờ. Từ từ thôi. Lên đây nè, chắc luôn. No. Yo, come on. Khó thế. Xuống lẹ nè, xuống lên. Come on, cái tiên tàu. Yes. Sao đấy nhỉ? Màn này làm sao? Vậy là tôi phải né mấy cái trái bơm của tôi. Ai, tự chơi mình luôn. Mình tám khá là khó khăn đấy. Vô, tôi chết là tôi phải chơi lại từ đâu. Mì game. Mày qua. Qua. Rồi, ngon. Mày chúng tao hộ luôn. Mày lăn lại. Ừ. Let's go. Ấy, không được. Ơi, đừng nha. Đậu xanh. 1 2 3 4 xuống. Khó thế. Ôi có đứa xuống. Ui lẹ lẹ. Rồi xuống. Lên xuống. Lẹ. Yes. Đấy tôi phải xuống này nè. Đấy. Lên. Ủa sao kỳ ấy sao không lên được. Vô. Lên rồi xuống. Khó thế, đừng có lãng phí mạng như thế chứ hả. Lên. Bơi qua. Ây không được rồi, hình như là đi đường đó không được rồi thì phải. Thôi phải đi một cái đường khác. Sao nó nổ to thế. Rồi đi. Con tàu khó điều khiển thật sự luôn ấy. Xuống. Ây không được. What. Ây tôi qua được. Yes let's go. Xuống. What. Xuống này. Xuống này. Let's go. Ui. Ui, màn chín rồi. Tính ra tôi đi cũng khá là nhanh. Come on. Phá đảo được hay không đây? What? No man, let's go. Nó cái chỗ bụng cái nhở. Ôi sao tự nhiên tôi lại qua cái màn này? Thôi vô. Vui nha. Đi. Đậu xanh. Tính ra tôi. Sao tự nhiên tôi lại chết nha. What? Frit, what? Mi, cái tường. Rồi xuống này. Mi, cái tường cây thế nha. Ở đó. Ừ. Vô. Mày chơi tao. Mày chơi tao cái hộ. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into. Free. Thở đi. Tại sao không thở? Tôi vừa phát hiện là tôi lấy hơi thở khá là nhanh. Nhìn này. Tôi nghĩ tôi đừng có nên xuống sâu quá. Đấy. Sao tại xưa xuống sâu thế nha.
Tôi phải nhanh lên. Tụi tôm chơi tao rồi, tao biết mày mà. Đấy, tôi quay lại cái màn cũ rồi. Không quá được à, khó thế nhờ. Cái điện thoại của tao đang còn mới lắm nha. Xuống này, đấy. Rồi, ăn chắc. Rồi thả đi, rồi xuống. Bơm nổ to thế. Mày nổ to hộ tao. Rồi xuống này, đấy. Xuống đây này. Đấy. Tôi sẽ qua. Ê, no, vô. Sắp hết mạng rồi. Sao tôi có thể qua được cái màn chính khó khăn như thế này chứ hả? Yes. Rồi tôi phải đi xuống luôn. Yes. Một màn duy nhất. Chết tôi. Ok. Good. Đây, tôi sẽ ở đây. Qua đây. Đấy. Ok. Qua được. Giờ tôi phải cố gắng giữ mạng của tôi. Qua nè con. Đấy. Quen rồi. Sao làm khó được anh. Quen. Yes, let's go. Ơi. Thở. Chết. Rồi, còn. Sao kia nó quật cao thế? Tức luôn á. Ê, biết vậy đứng dưới rồi. Tao tức á. Tao tức á. Qua được. Đấy. Ngon rồi đấy. Vô khớp rồi đấy. Này, tôi sẽ đứng đây. Ơi, xuống không kịp. Xuống. Đây này. Dang it, man. A few minutes later. Ừ, hên quá. Đây này, đi bên đây. Nhung nhuyễn hơn coi nào. Ơi, rồi xuống luôn. Này, tôi sẽ đi qua đây. Mày chém. Ơi. Nữa cái bơm cây thế nha. Ý. Không chết. Đây nha. Sao tôi không qua nhanh được hay sao ấy? Nó cứ bị cái quái quỷ gì ấy. Tôi nghĩ nó sẽ có một cái gì đó vô lý nó ở đây. Đợi tôi một chút xíu. Rồi này. Yes. No, what? Tại sao tôi không thể đi nhanh được chứ? Mẹ đã qua tới đó rồi. Xuống nào. What? Yes. Come on. Let's go. Yes. Let's go, man. No. Mày đâu? Sao không thể, tôi không thể nhanh lên được. Tại sao? Why? Yes. Come on. Làm ơn canh chỗ này. No. Why? Yes. Có vẻ cái này thuận lợi hơn này. No. Rồi nha. Come on. Sao nó nổ nhiều thế nha, cây thật sự luôn ấy. Later. Ê, sai quá. Tập trung vô, come on. Let's go, man. Rồi. Ê. Vừa đủ, chết. Mà làm sao? What? Ui, được này. Từ từ, cái khúc này từ thôi. Yes, let's go, qua màn thứ 11. Let's go, man. Hình như màn này là tôi biết chơi một chút đỉnh đấy. Này nè. Ê, không được rồi. Khoan, no. Giờ tôi không biết làm sao luôn này.
Nope. Làm lại. Nope. Nó chưa thả bom. Nói chung là tôi cũng đã chơi được tới màn 10 rồi đấy. Cũng khá là khó khăn. Mà tôi cũng đã hoàn thành. Và đấy là tựa game khó nhất mà tôi từng chơi. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.